Trong năm 2024, dự báo sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn 27 tỉnh thành khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cao. Do vậy, việc tham gia chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện trong mùa cao điểm nắng nóng tại miền Bắc là một việc làm cấp bách hiện nay. Năm 2023 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng với sự chủ động và linh hoạt trong quản lý điều hành, kết hợp với sự đồng lòng của tập thể người lao động, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-MPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân khu vực phía Bắc. Tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn tổng công ty đạt trên 90,3 tỷ kWh, tăng 4,5% so với năm 2022 và là đơn vị có sản lượng điện thương phẩm lớn nhất trong năm tổng công ty phân phối của EVN. Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, cũng trong năm qua, EVN-MPC đã tiên phong trong việc triển khai các chương trình sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm của toàn tổng công ty là trên 1.822 triệu kWh, đạt 2,8% so với tổng sản lượng điện thương phẩm. Bên cạnh đó, toàn tổng công ty cũng đã ký kết biên bản thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện với 3.906 khách hàng sử dụng điện từ 1 triệu kWh trở lên, đạt tỷ lệ 97,82%. Tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, tổ chức cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là Sở Công Thương và Công ty Điện lực Hưng Yên, với vai trò là cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường tiết kiệm điện. Ví dụ như các giải pháp về tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng tiết kiệm điện, cũng như các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện. Trong những năm vừa qua, thì tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm của tỉnh Thái Bình là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao cho cả nước với mức khoảng trên 12% năm. Để đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng điện tăng cao như vậy, thì bên cạnh cái việc tham mưu phát triển nguồn vào lưới điện, chúng tôi đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương, của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác tiết kiệm điện, tham mưu xây dựng quy hoạch hệ thống mạng lưới cung cấp điện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện chỉ thị 20 của Chính phủ. Trong năm 2024, dự báo sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn 27 tỉnh thành khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cao. Do vậy, để đáp ứng được sự tăng trưởng này, đòi hỏi hệ thống điện cần phải có thêm sự bổ sung về nguồn điện. Tuy nhiên hiện nay, nguồn cung ứng điện mới cho miền Bắc gần như không có. Trong khi đó, năng lực truyền tải điện cung đoạn Nam Bắc đã đạt đến ngưỡng giới hạn. Một số dự án nâng cao năng lực truyền tải cung cấp điện cho miền Bắc đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ vì nhiều lý do khác nhau, cộng với các yếu tố tác động đến giá thành sản xuất điện và nhiều yếu tố nội tại khác đang là những thách thức lớn trong công tác đảm bảo vận hành, cung ứng điện, nhất là khi mùa nắng nóng tại miền Bắc đang đến rất gần. Do vậy, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vừa là một giải pháp, vừa là nhiệm vụ cấp bách quan trọng hiện nay. Với những cái giải pháp đặt ra rất nhiều những giải pháp, nhưng mà tôi cho rằng là điều chỉnh phụ tải hợp lý, sản xuất bố trí hợp lý và không sử dụng điện có công suất lớn vào giờ cao điểm sẽ là những cái chìa khóa để giúp cho chúng ta cân bằng được hệ thống điện trong những lúc khó khăn nhất về nguồn điện khi mà thời tiết cực đoan gây quá tải cục bộ cho cả hệ thống. Hiện nay, EVN-MPC đã làm việc ký kết biên bản thỏa thuận với 4.359 trên 4.762 khách hàng sử dụng điện có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh một năm tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Trong đó, nhiều khách hàng lớn đã rất tích cực tham gia chương trình như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thép Hòa Phát Hưng Yên, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Hải Phòng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thép Đặc biệt Seng Ly Việt Nam Thái Bình, Công ty Xi măng Long Sơn Thanh Hóa, v.v. Trong thời gian qua, chúng tôi cũng đã rất tích cực tham gia chương trình DIA do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Công ty Điện lực Hưng Yên triển khai. Cụ thể, trong giai đoạn năm 2019 đến năm 2023, chúng tôi đã phối hợp với Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện các cái sự kiện DIA có kế hoạch với mức tiết giảm công suất là 25 MW. Đặc biệt trong năm 2023 đã thực hiện sa thải phụ tải trong những cái thời điểm cao điểm mùa hè khi lưới điện thiếu nguồn và công suất tiết giảm là 63 MW. Có thể nói, với việc tham gia chương trình tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải đã một mặt hỗ trợ ngành điện trong việc giảm áp lực cung cấp điện trong các giờ cao điểm, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho khách hàng, tránh bị sự cố quá tải. Mặt khác, giúp khách hàng sử dụng điện hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí đầu vào, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu chung của cả nước về giảm khí phát thải. Được sự phối hợp chặt chẽ và kịp thời của Điện lực Hải Phòng và Điện lực Dương Kinh, thì chúng tôi cũng đã chủ động lên kế hoạch để điều chỉnh cho phù hợp với cái tình hình sản xuất của Nhựa Tiền Phong. Ví dụ, Điện lực Hải Phòng và Điện lực Dương Kinh đã có những cái thông báo kịp thời
để trước đó khoảng một tuần hoặc là hai tuần. Và thay vì đó thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường nỗ lực để sản xuất các cái sản phẩm dự phòng, để trong cái khoảng thời gian cần thiết phải điều chỉnh, cắt giảm phụ tải thì chúng tôi đã đáp ứng kịp thời cho khách hàng. Năm 2024, EVN-MPC đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% điện thương phẩm, triển khai hiệu quả chương trình quản lý nhu cầu điện mà trọng tâm là chương trình điều chỉnh phụ tải. Mỗi sự kiện điều chỉnh phụ tải là 300 MW, dịch chuyển giờ và tiết giảm công suất đạt 1.600 MW, huy động nguồn dự phòng của khách hàng qua máy phát diesel, hệ thống điện mặt trời mái nhà khoảng 800 MW, đẩy mạnh tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tiết kiệm điện. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu này, rất cần sự chung sức, đồng hành của các sở, ban ngành, chính quyền các cấp và đông đảo khách hàng sử dụng điện.